Gần đây, trong lần đăng ảnh ngọt ngào bên ông xã, Ngô Thanh Vân tiếp tục bị soi để lộ vòng hai lùm lùm. Tin đồn đã nữ có con đầu lòng được dân tình bàn tán. Tin đồn Ngô Thanh Vân mang thai đã được dập tắt trong phút chốc chỉ bằng một hành động. Theo đó, bà xã Huy Trần chia sẻ loạt ảnh đi biển cùng gia đình, cùng tham gia đủ các trò chơi mạo hiểm như lướt sóng, chạy thuyền cano và cả dù lượn, môn thể thao mạo hiểm mà phụ nữ mang thai không được tham gia. Chính động thái này đã phủ nhận chuyện đã nữ có bầu. Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn hồi tháng 5 năm 2022 tại Đà Nẵng sau 2 năm hẹn hò. Dù chênh lệch 12 tuổi, nhưng đó không là khoảng cách với cả hai. Được ông xã cưng chiều hết mực, Ngô Thanh Vân lúc nào cũng tươi tắn và thăng hạng về nhan sắc. Trước đó, nữ diễn viên cũng vướng tin đồn có bầu. Ngô Thanh Vân nhanh chóng phủ nhận và chia sẻ vòng hai của mình lùm lùm là vì được chồng chăm quá khéo nên đã lên cân.